Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Nguyễn quay cho các anh chị và các bạn xem cái khu vườn lan của Nguyễn nha. Thì cũng lâu lắm rồi cái khu vườn này thì cũng chưa có quay lại để cho mọi người xem. Các anh chị và các bạn cũng thông cảm giùm là bản thân em thì cũng rất là bận rộn. Cho nên là cũng rất là nhiều các anh chị và các bạn đến chơi, đến thăm cơ sở Lan Rừng Nguyễn Lâm của tụi em. Thì thật sự cái quỹ thời gian cũng không có để mà tiếp các anh chị để mà dẫn đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Thì hôm nay thì Nguyễn ra vườn thì cũng quay sơ cho mọi người xem cái khu vườn trồng lan của Nguyễn nha. Thì cũng xin mời các anh chị và các bạn chúng ta theo dõi ha. Thì Nguyễn sẽ bước vào bên trong để cho mọi người xem. Đây là cảnh quan bên trong khu vườn nè các anh chị nha. Các cái luống lan ở đây là lan dendro mới được trồng lại nha các anh chị. Trồng lại từ các cái thân già nè các anh chị nè. Các anh chị thấy là lan gì mình cũng trồng hết chứ không phải là cứ lan rừng ha. Đây là lan dendro nè. Nó trồng lại được từ các cái thân già. Nhiều lắm. Đó, có mấy cái luống lan dendro như vậy thì mới được trồng lại thôi. Đó, các anh chị thấy là lan toàn bộ là mới được trồng lại. Còn ở đây thì có những cái chậu này là giả hạt nè các anh chị nè. Hàng ký, hàng rừng về là tụi em trồng vào chậu. Mới trồng hết nha các anh chị. Đây là những cái chậu giả hạt chấp Mỹ nè. Đây là giả hạt rừng nè các anh chị nha. Nó vẫn trồng trong chậu như thế này nè. Đó, hàng ký rừng mới về thì tụi em trồng hết vào trong chậu như thế này. Rồi khi mà cây nó khỏe thì mình xuất bán cho các anh chị. Còn ở đây các anh chị thấy đây là rất là nhiều kiều cắt tiên không các anh chị? Các anh chị nhìn cái này chắc là các anh chị cũng nhớ là trong 1-2 tháng trước á, tháng 7, tháng 8 là Nguyễn có bán rất là nhiều kiều cắt tiên. Là kiều nó về ồ ạt rất là nhiều. Thì tụi em vừa bán và vừa trồng lại trong vườn nè các anh chị nè. Những cái cây xấu tụi em trồng lại. Không phải là xấu mà là nó xấu cái mã thôi, nó rụng lá thì tụi em trồng lại hết. Rồi các anh chị thấy không? Toàn bộ những cái này là mới trồng hết. Rất là nhiều kiều. Ở đây là những cái giò giả hạt rừng ghép vào gỗ vú sữa đó các anh chị. Đây các anh chị thấy mình ghép nè. Đây là khúc gỗ vú sữa ha. Rồi kẹp thêm một cái bọc dớn chi lê để cho nó giữ ẩm gốc. Ở đây là cây rừng mới về. Thì khi nào mà rễ nó ra nhiều, nó bám xung quanh các cái giá thể. Nó bám xung quanh cái khúc gỗ này rồi, cây khỏe thì lúc đó là mình sẽ xuất bán cho các anh chị. Rất nhiều nha các anh chị nha. Ở đây là những cái chậu giả hạt nụ tam bố, hàng giao hạt. Thank you.
năm cánh trắng hồng hồng nè các anh chị nè. Thì những cái sản phẩm này thì tụi em vẫn lấy trong vườn ra và bán thường xuyên cho tất cả các anh chị ha. Đặc biệt là em có rất là nhiều kiều vuông của rừng Cát Tiên. Ở đây các anh chị thấy là những cái cốc cây con này nhìn rất là giống cây mô đúng không các anh chị ha? Nhưng mà không phải nha các anh chị. Ở đây là những cái con kiến rừng rất là nhỏ, siêu nhỏ. Là tụi em trồng theo kiểu như trồng cây mô đó các anh chị. Khi mà mình mua về, các anh chị nào mà còn nhớ đã từng mua những cái phần giả hạt kiến rừng của Nguyễn á, mà tầm 9-10 triệu một lô đó, 10 triệu một lô hay 8 triệu một lô gì đó, thì là những cái con kiến rất là nhỏ như thế này. Và tụi Nguyễn trồng là chỉ có giống chi lê thôi. Thì hiện tại là các anh chị thấy đó, các cái mầm của nó lên đã mập hết rồi. Thì sau khi nó mập như thế này thì mình sẽ cho ra chậu lớn để trồng những con kiến rừng này. Rừng này rừng Campuchia nha các anh chị nha. Đó, các anh chị thấy con kiến rừng không? Nè. Nhìn nó giống như cây từ chai mô nhưng mà không phải, tại vì chai mô thì nó sẽ không có những cái thân năm nhất, năm hai, năm ba như thế này. Đây nè, năm nhất, năm hai, năm ba tùm lum. Thì khi mình trồng trong cái điều kiện mình trồng cái quy mô nó hơi nhiều đó, thì mình chỉ trồng trong cái cốc nhỏ như thế này thôi, và có giớn chi lê đó. Còn ở đây là những cái chậu giả hạt Di Linh Xuân gieo hạt. Đây là những cái chậu Di Linh Xuân gieo hạt tụi em trồng từ trong chai ra đó nha các anh chị, và trồng cả năm rồi đó. Và ở đây nữa nè, rất là nhiều những con kiến giả hạt kiến rừng. Những cái này không phải là tụi em khi mà hàng về là tụi em không bán cho tất cả các anh chị đâu. Tức là tụi em cũng phân ra những cái phần phần số lượng lớn á, thì có những lần các anh chị và các bạn chúng ta mua hết, thì có những phần các anh chị và các bạn chúng ta không kịp mua, thì lúc đó tụi em cho vào vườn tụi em trồng lại. Và khi trồng lại là sẽ trồng cho nó lớn luôn rồi mới xuất bán ha các anh chị nha. Nè, các anh chị thấy không? Kiến rừng nó về là nó nhỏ xíu xiu thế này thôi. Đó, mình trồng bây giờ cây nó mập nó tù ngọn hết rồi. Cây nó mập tù ngọn hết. Thì sau khi mà nó tù ngọn như thế này thì mình sẽ cho ra chậu lớn. Ra chậu 12 mình trồng lại. Đó, các anh chị thấy rất là nhiều kiều vuông của rừng Cát Tiên nha. Lá rất to, thân dài. Và đây là những cái cốc Di Linh Xuân nè, tụi em trồng từ trong chai ra nè các anh chị nè. Đây là kiều dẹt. Kiều dẹt thì những cái phần mà tụi em trồng ở đây á, đa số là từ những cái mầm nó rất là nhỏ và nó xấu lắm. Thì những cái mẫu mã nó xấu á, thì tụi em phải trồng lại, các anh chị thấy không? Nó rất là xấu. Thì sau này cũng phải 1-2 năm sau cây nó phát triển tốt rồi, lúc đó tụi em mới xuất bán được nha các anh chị. Đây là những cây giả hạt chấp Mỹ gieo hạt nè.
đây là Cattleya và rất là nhiều luống dendro được trồng lại. Ở đây mình có những cái khay kỳ phi điệp rừng. Dạ, hạt Campuchia hết á các anh chị ơi. Đó, mình ươm thì giờ nó đứng ngọn hết trơn rồi. Những cái này thì sau khi nó đứng ngọn thì mình tách ra. Các anh chị thấy ươm á, nó chỉ là cái khay xốp nè. Một tí xíu dớn chi lê một lớp rất là mỏng thôi. Rất là mỏng. Một chút xíu thôi, chẳng giá thể chẳng có cái gì hết nha các anh chị nè. Chỉ có một lớp dớn chi lê rất là mỏng thôi. À, như vậy, cứ như vậy là cây nó mọc lên thôi à. Thì mình làm theo kiểu này á, có nghĩa là mình cứ để nguyên, khi mà cây nó ra rễ là để nguyên thành luống như thế này, cho tới khi mà cây nó đứng ngọn tù, nó hết mùa của nó rồi, lúc đó mình mới nhổ ra, mình cho vào chậu ha các anh chị. Còn ở khu bên này là khu để mà treo những cái khu vực cây lan rừng đó nha các anh chị. Đây là những cái chậu tiểu hồ điệp. Mình rất thích cái loại này nha các anh chị nha. Tiểu hồ điệp rừng nè. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà khi mà nó ra hoa rất là đẹp. Ở đây là những chậu lan rừng tụi em đang trồng. Khi nào mà nó tốt, thuần chậu và cây nó phải đẹp tụi em mới lôi ra bán cho các anh chị. Đây là những giò hoàng thảo càng. Rất là nhiều hoàng thảo càng nha các anh chị nha. Thì đối với hàng càng đó, thì trong năm nay là tụi em sẽ không bán hàng lan ký nữa. Và khi hàng ký về là tụi em sẽ trồng vào trong vườn như thế này nè. Rồi đến khi nào mà ra hoa là tụi em mới tách ra để bán cho mọi người, thì cây nó sẽ chuẩn hơn. Trong 2 năm trước là khi mà tụi em bán hoàng thảo càng mà hàng ký từ rừng về đó các anh chị, nó thường là nó lẫn lộn rất là nhiều, có khi là nó lẫn ý ngọc, có khi thì nó lẫn hoàng thảo, ý thảo ba màu. Và những cái đó là những cái ngoài ý muốn, tại vì khi mà người ta thu hoạch ở cái thời điểm mà nó rụng lá thì tất cả nó đều giống nhau. Có khi thì nó lẫn, không phải lẫn nữa mà họ độn cả 100% luôn. Thì những cái trường hợp đó là tụi em phải hoàn tiền cho khách hàng hết bồi thường. Thì trong năm nay là tụi em sẽ không có bán hoàng thảo càng hàng ký nữa, và hàng ký và tụi em sẽ trồng lên như thế này. Cho đến khi nào nó ra hoa chuẩn thì tụi em mới xuất bán cho mọi người. Ở đây thì vẫn là kiều của rừng Cát Tiên, rất là nhiều. Ở bên này thì mình có một ít mokara. Rồi ở đây thì là một số cái loại thân thòng như long tu, hoặc là hạt vĩ, hoặc là hoàng thảo tam bảo sắc, hoặc là ý thảo ba màu, hoặc là như đây là cây hương vani. Thì hầu hết những cái này là tụi em mới trồng, mới ghép lại. Cho nên là thì mình có cái vườn rộng, mình cứ trồng để đó thôi. Khi nào cây nó đẹp thì sẽ xuất bán cho mọi người. Còn bây giờ trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ tiếp tục xuất bán giả hạt nù tam bố nha các anh chị. Hàng gieo hạt. Và gieo hạt từ một cây mẹ chuẩn, thuần chủng. Thì ở đây tiêu chuẩn Nguyễn bán là một cái cây. Nó đã tù ngọn như thế này. Kích thước của nó là từ 3 cho đến 5 cm nha các anh chị nha.
Mỗi một chậu là một mầm, kích thước là từ 3 cho đến 5 cm, giá là 250 cho một chậu như thế này. Thì trong những phiên bán hàng vừa rồi đó, các anh chị thấy là Nguyễn có những cái cây lớn. Thì những cây lớn là những cây, nó cũng là những cây năm thứ nhất như thế này, và nó mọc thêm một năm nữa thì nó ra được một cây lớn lớn hơn. Có nghĩa là cây đó là cây trồng 2 năm rồi, còn cây này thì mới trồng một năm nha các anh chị nha. Trồng một năm có nghĩa là trồng một năm sau khi ra khỏi chai. Còn ở trong phòng thí nghiệm thì nó ở trong phòng thí nghiệm là 2 năm. Ra ngoài một năm có nghĩa là cây này là đã 3 năm tuổi rồi nha các anh chị nha. Đó, tiêu chuẩn mình bán thì một cốc như thế này, một cái chậu như thế này là một thân tiêu chuẩn từ 3 đến 5 cm. Giá hạt nù Tam Bố nha. Giá 250 một chậu. Và ngày hôm nay thì Nguyễn tiếp tục xuất bán cây giả hạt Châu Như. Giả hạt Châu Như là một cái dòng hoa Nguyễn rất là thích nha các anh chị. Mặt hoa của nó thì nó là lưỡi của nó là một màu. Người ta có thể nói nó là bệt á. Tuy nhiên nó có thể là màu đậm hay là màu lợt. Lợt á thì nó thành Châu Như hồng, mà đậm á thì là nó thành Châu Như lưỡi bệt. Chứ còn đối với giả hạt Châu Như thì nó không có mắt như là các cái loại giả hạt khác nha các anh chị. Cái lưỡi của nó là một màu bệt. Và ở đây Châu Như là Châu Như F2, loại thân tím đỏ. Nó thân nó rất là tím, lá tím luôn nè các anh chị thấy không? Thì cái sắc tố của nó lên trên cái thân như thế này. Thì có nghĩa là cái sắc hoa của nó thì nó cũng có thể là nó theo cái sắc tố của cái thân. Các anh chị, nó sẽ rất là đậm hoa. Tiêu chuẩn xuất bán cho các anh chị là từ 8 cho đến 10 cm một cây như thế này nha các anh chị, một cốc như thế này. Nó sẽ là từ 8 cho đến 10 cm. Giá thể tụi em trồng thì ở đây các anh chị thấy là chỉ là vỏ thông thôi nha, và một ít giấm chi lê. Và tiếp theo đây là những cái cốc giả hạt Di Linh Xuân Nguyễn trồng ở trong vườn, hàng gieo hạt. Một cốc như thế này là Nguyễn bán cho các anh chị với giá là 130.000 một cốc nha các anh chị nha. Tiêu chuẩn của nó là từ 12 cho đến 15 cm nha các anh chị. Từ 12 cho đến 15 cm. Một cốc như thế này, 130.000. Thường thì nó chỉ khoảng tầm 12 cm thôi. Thì đặc biệt có vài cây thì nó lớn nổi trội thì nó sẽ lên được 15 cm. Đây là giả hạt Di Linh Xuân, hàng gieo hạt. Và các anh chị thấy là hiện tại bây giờ các cái cây nó còn đi ngọn á, là do mình trồng á, là ở cái vụ của nó khác. Nó không phải là trồng đúng vụ nha các anh chị. Có nghĩa là cây thì mình cứ mua từ chai về rồi mình đập ra mình trồng, nó không có đúng vụ, cho nên là cây nó vẫn còn đang phát triển. Tuy nhiên đây nó vẫn là hàng Di Linh Xuân nha các anh chị nha. Còn những cây mà Nguyễn trồng lâu năm, hơn một năm á, thì nó sẽ theo đúng cái vụ của nó, là nó sẽ đứng ngọn vào thời điểm này. Còn những cây này thì thuộc dạng mới trồng mấy tháng thôi, cho nên là nó sẽ từ từ nó đứng ngọn nha các anh chị nha. Đây là giả hạt Di Linh Xuân, hàng gieo hạt. Mới được trồng ra cốc khoảng chừng 4-5 tháng thôi nha các anh chị nha. Đó, tiêu chuẩn thì là từ 12 cho đến 15 cm một cốc, giá là 130.000 một cốc nha các anh chị. Thì về các anh chị sẽ bóc cái chậu này ra, bỏ bớt cái giớn chi lê đi, giữ lại bộ rễ, và các anh chị trồng lại bằng vỏ thông giùm em ha. Còn ngay sau đây là một số mặt hàng cây sưu tầm. Ở đây mình có cây năm cánh trắng chân thành chuẩn mặt bông như thế này, thì có anh Hòa ở Đà Lạt á, anh có dặn mình quay cho cả anh xem, thì ở đây mình cũng quay luôn và cũng báo giá luôn. Anh chị nào thích thì cũng có thể chọn ha. Ở đây mình cũng quay cho anh Hòa anh xem luôn, tại vì em cũng không tiện gửi qua Zalo cho anh. Chậu năm cánh trắng chân thành này giá 60 triệu nha các anh chị. Kích thước của nó là 17 cm, có nghĩa là nó chỉ khoảng hơn 3 triệu rưỡi một sen thôi. Cây hiện tại tình trạng vẫn còn đang đi ngọn, lá ngọn nó vẫn còn đang đi rất là mạnh nha các anh chị nha.
Thì cây này là cây chuẩn trong vườn mình làm á. Ki, lách từ ki từ thân mẹ. Từ thân cây này nè. Đây, lách từ cái cân thân cây mẹ này ra. Thì cái ki đó hiện tại là 10, 17 cm và mình bán với giá 60 triệu nha các anh chị nha. Tiếp theo đây thì mình có một chậu kiếm vị hoàng, mặt hoa kiếm vị hoàng chuẩn như thế này luôn. Và cái chậu này thì hiện tại bây giờ là nó đã thuần chậu rồi. Nó mặt hoa kiếm vị hoàng là cũng là một cây sơ mi rất là đẹp. À, chậu kiếm vị hoàng này mình bán với giá 5 triệu rưỡi nha các anh chị. Thì kích thước lá của nó thì cái lá dài nhất thì nó khoảng tầm gần 50 cm. Hiện tại thì cây đã ra rễ thuần chậu rồi và nó có 5 cái giả hành lớn. 1, 2, 3, 4, 5 và một cây măng đang lên rất khỏe. Về phần bộ rễ của nó thì cây này thì mình cũng tách chậu cũng khá lâu rồi và trồng lại thì các anh chị thấy là rễ nó cũng đã bám xung quanh chậu ập đó, nó đã chui xuống dưới rồi. Thì cái chậu này mình bán với giá là 5 triệu rưỡi ha. Anh chị nào thích thì có thể sưu tầm cái loại này, cũng là một cây rất là đáng để chơi đó. Tiếp theo đây thì mình có ba cái chậu, trong đó là có năm cánh trắng Bùi Viện, năm cánh trắng Mắc Nai và năm cánh trắng Phú Thọ. Đây chậu Bùi Viện, đây là chậu Mắc Nai. Mắc Nai chậu này thì có hai cái ki và một cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Còn về mặt hoa Bùi Viện thì các anh chị cũng biết đây là mặt hoa chuẩn nở tại vườn của Lan Trần Nguyễn Lâm ha các anh chị nha. Và cái chậu Bùi Viện này thì mình bán với giá là 8 triệu và kích thước của nó thì mình sẽ dùng thước mình đo ha. Cây này là của mình làm luôn cho nên là về giá thì càng ngày mình cũng bán càng rẻ hơn so với nhiều phiên trước đó. Hiện tại cây này là kích thước được 12 cm luôn rồi nè các anh chị nè. Giá mình bán giá 8 triệu thôi. Tại vì là cái cây này thì sau khi bán nhiều cái cây trước thì mình cũng đã lấy vốn rồi cho nên là bây giờ mình sẽ bán lẻ đi một chút cho mọi người sưu tầm. Còn ở chậu năm cánh trắng Mắc Nai này thì hiện tại cái chậu này mình cũng bán với giá là 8 triệu luôn. À, cho hai cái cây này kích thước là như cái cây này là 8 cm nè. Đó. Thì cái chậu này mình trồng 2 cây cho nên là không có tách ra, để nguyên cái chậu này cho anh chị nào muốn sưu tầm thì một chậu 2 cây như thế này luôn. Là mình bán với giá 8 triệu nha các anh chị. Cái cây này thì là được 7 cm. Rồi hai cái cây này thì cũng được vào chậu hơn 1 tháng rồi. Cho nên là các anh chị yên tâm về chúng ta chăm sóc bình thường ha. Rễ nó cũng đã ra trong chậu rồi. À, còn đây là chậu năm cánh trắng Phú Thọ chuẩn mặt hoa ở đây. Cũng là mặt hoa nở tại vườn, cây mình tự làm luôn. Và giá tất cả các hàng hoa thì hiện tại bây giờ thời điểm này là cái giá nó rất là rẻ, rẻ nhất trong trong năm luôn. Thì cái cây này hiện tại của nó là kích thước là 18 cm nha các anh chị. Thì mình bán với giá là 12 triệu cho chậu năm cánh trắng Phú Thọ này, 18 cm. Đó, giá rất là rẻ, nó chỉ khoảng tầm hơn 600 nghìn một cent thôi. Hôm nay ngày hôm nay thì mình có 2 video clip ha. À, các anh chị nào mua dễ hạt rừng á thì sẽ xem video clip thứ hai, mình có dễ hạt rừng cũng như là dễ hạt nụ tăm bố cây lớn. Ở đây thì ba cái chậu năm cánh trắng này tất cả đều đang đi ngọn tốt nha các anh chị nha. Ngọn vẫn còn đang đi. Mắc Nai rồi Bùi Viện tất cả ngọn vẫn còn đang phát triển nha các anh chị. À, còn ở đây thì mình có 2 cái chậu Lộc Bắc, đây là mặt hoa chuẩn Lộc Bắc nở tại vườn và cây mình làm luôn nên rất là chuẩn nha các anh chị. Và cây này mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi cho nên là ngày hôm nay mình không có giới thiệu lại nữa. Thì chậu số 1 này á, là nó gồm một cái thân mẹ kích thước là 52 cm và cái thân con á, là 8 cm, thì có nghĩa là tổng cộng là 60 cm. Thì có thời điểm này là giá lan nó lại rẻ cho nên là các anh chị biết là có những thời điểm
mà mình bán một một cm tập bắc á, là nó tới 150 một sen, thì hiện tại là bây giờ mình bán nó sẽ rẻ hơn cho 100.000 một sen, rẻ là nó đã ra trong chậu hết rồi nha các anh chị nha. Đó, còn cái phần thân còn lại thì các anh chị có thể làm kỳ, làm được rất nhiều kỳ ha, và cái ngọn của nó cũng đang đi, các anh chị xem có cái phần lá của nó nè. Đó thì cái chậu lộc bát số 1 này mình bán với giá là 5 triệu nha các anh chị, cho 60 cm này. Chậu lộc bát số 1 giá là 5 triệu. Và đây là chậu dạ hạt lộc bát số 2. Chậu này thì được 45 cm. Và rễ đã ra rất là thuần ở trong chậu rồi nè các anh chị. Hiện tại cây này thì nó vẫn còn đang đi ngọn nha. Đó các anh chị thấy rễ nó xanh ở trong chậu. Ở đây thì nó còn một cái mắt gốc. Đó, nó vẫn còn một cái mắt gốc ở đó. Tuy nhiên là bên này có một cái mắt gốc đã bị hỏng nè. Đó thì mình cũng quay rõ cho mọi người xem. Mà các anh chị đừng có lo, cái mắt gốc nó không lên thì có thể là nó lên cái mắt kế đây. Đó, cái cây này thì nó rất là mạnh cho nên là các anh chị đừng có lo về cái chuyện là cái phần mắt nó gốc nó có lên hay không. Hiện tại thì các anh chị thấy đó, ngọn nó đang đi. Cây này là một cái giống rất là chuẩn, các anh chị thấy đầu lá của nó khuyết rất là sâu ha. Rất là chuẩn của dòng Lộc Bắc Lâm Đồng luôn nha các anh chị nha. Chuẩn dòng Lộc Bắc Bảo Lâm Lâm Đồng, chuẩn cây có giống tại vườn mặt hoa đã nở nên các anh chị và các bạn yên tâm. Cây số 2 này mình bán với giá là 4 triệu nha các anh chị nha, 4 triệu cho cây số 2. Và cuối cùng thì đây là mặt hoa hoàng nhạn. Và đây là một cái chậu hoàng nhạn tháng 8. À, Nguyễn trồng từ năm ngoái và hiện tại cây nó đã ra rễ mạnh rồi. Và ở đây trong cái chậu này nó có hai cây. Ở cái cây đầu tiên này thì mình kích nó ra được ba cái cây con nè các anh chị nè. Đây là cây thứ hai. Cây thứ hai này thì đang có hoa nè. Đây là hoàng nhạn tháng 8 nha các anh chị. Thì cái chậu hoàng nhạn tháng 8 này mình sẽ bán với giá là 1 triệu cho hai cái cây này. Anh chị nào thích sưu tầm hoàng nhạn tháng 8 thì ở đây mình có một cái chậu như thế này thôi. Giá là 1 triệu ha. Thì khi đóng hàng cho các anh chị á, thì mình sẽ cố gắng giữ cái bộ rễ của nó cho thiệt tốt để cho nó không có bị gãy. À, thì các anh chị về chăm nó sẽ đỡ, cây nó đỡ mất sức hơn. Rồi mình cũng xin mời các anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục xem video bán hàng thứ hai trong ngày hôm nay ha. Ngày 6 tháng 10 năm 2019. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video bán hàng tiếp theo.